Không biết mình được bao nhiêu cái chết đây. Quá trời luôn, quá đã trời ơi. Nhưng mà nó đầy nhóc rồi. Không còn chỗ chứa nữa cả. Chào các bạn quay lại với tựa game Token Term Hero Last. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với tựa game này nhé các bạn. Hiện tại thì game này nó đang có sự kiện các bạn. Đó chính là Thunderstorm. Tức là chúng ta sẽ thu thập những đám mây dông các bạn. Và nếu mà chúng ta thu thập được 850 đám mây dông thì chúng ta sẽ mở khóa được cái nhân vật là Hurricane Hunt. Hoặc là nếu mà chúng ta thu thập 140 cái đám mây dông thì chúng ta sẽ mở khóa được cái thùng Full Charge các bạn. Rồi nếu mà chúng ta chạy trong cái khoảng thời gian từ 16 đến 20 giờ thì cái đám mây đó nó sẽ được double được các bạn. Mình lấy một thì nó sẽ thành 2. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng mở khóa cái nhân vật Hurricane Hunt nha các bạn. Rồi chúng ta chiến thôi các bạn. Ở đây thì nó có một cái sự kiện nữa nè các bạn. Nếu mà chúng ta đánh bại cái con boss này nè, đây là con boss thì chúng ta được thưởng một cái thùng chết. Và chúng ta tiến hành 7 cái sửa chữa thì mình sẽ được thưởng 10 cái thẻ này đây. Rồi bây giờ cái mục tiêu của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ mở khóa Hurricane Hunt nha các bạn. Và mình chiến thôi các bạn. Mình sẽ được nhanh 2 các bạn. Do mình chạy trong khoảng thời gian này mình không sử dụng cái này các bạn. Hình như mình hết hay sao? Mày hả? Gấu mèo. Hai cái đám mây đây. Super Ringer đang kêu cứu rồi. Mày hả gấu mèo. Con Ringer nó có cái ván trượt các bạn. Ván trượt tốc độ rất là nhanh. Mày hả? Mày hả? Các bạn thấy cái hiệu ứng siêu anh hùng không? Rất là đẹp luôn. Vô luôn các bạn, cởi luôn. Bỏ cái này ra. Mày hả? Wow. Ghê giật. Mày hả? Quá trời rồi. Quá trời tôi. Mình cởi con vịt nè. Rồi nãy giờ được mới có 32 đám mây thôi. 850 đám mây là khá là nhiều nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cho một lần chạy luôn nha các bạn. Ui mình bỏ 2 đám mây rồi. Đúng quá. Rồi mình lấy vàng. Mày nhân 2 các bạn ơi. Cái thành số xuất hiện đám mây trong cái hero bán mình nó ít hơn gần gần có thành tên gần gần cái thành số xuất hiện nó nhiều hơn. Ôi mình bỏ 2 cái nữa rồi. Mình bỏ 1 cái sấm nữa. Còn bỏ 1 cái nữa. Tiêu của mình là phải lấy đám mây dòng các bạn. Mày hả? Mình bỏ cái chân 2 rồi cũng quá. Mình bỏ thế giới khác đây. Mày hả? Lấy đám mây rồi các bạn. Mày hả? Vô đó mình được 62 rồi các bạn, nãy giờ chưa được 100 luôn. Ở đây một hồi chúng ta sẽ được cởi gồng nữa các bạn. Một hồi mình lên cao mình sẽ được cởi gồng. Chắc nó sẽ đau rồi. Ưu tiên của chúng ta vẫn là mấy đám mây nha các bạn. Mây
trời ơi, mình làm vậy con bỏ cái đám mây trên cao rồi. Các bạn nó nhanh rồi các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lên mình cởi lòng đây. Còn vài bài nữa, dễ cán. Nó án tầm nhìn mình ta. Mày hả? Ta xuống mặt đất rồi đây. Khá là nhanh các bạn ơi. Mình lại lên nữa đây. Cử đồng tiếp các bạn ơi. Như ở trên này đám mây nó ít các bạn. Ít đám mây mà dưới mặt đất. Ý là trên cao. Ở trên này cái xác suất mà gặp mây ít hơn dưới mặt đất các bạn. Mày chút nữa à, chút nữa là rớt rồi, xuống nằm rớt rồi. Mình quay về cái thế giới lúc đầu nha các bạn. Mày mày bay lên cao rồi các bạn ơi. Đã được đám mây. Ôi mình bỏ đám mây rồi. Rồi xuống đất thôi. Với khu nhà của Super Ben các bạn. Cái chó Ben. Khu này được tuyết không? Mình lại bỏ đang hai đám mây nữa rồi. Mây mà
100% đẹp quá. Tiếp rồi lúc nhìn nó đẹp chứ cái màu may các bạn, cho nó thành ra tốt tốt. Chạy đây một chút nè. Bà con nó bắn mình luôn. Ba thì mình lấy đám bay dùng kia, chút nữa là thôi rồi. Ờ, bọn sáu một đám bay rồi. Chưa được 200 nữa các bạn. Hay nhá. Hai trăm đám mây rồi. Tức là mình lấy được có mới có 100 nữa các bạn. Khá là. Ồ, có đám mây nó bay trên kia mình không lấy được. Let's go.
Ôi, mình bỏ hết đám mây rồi. Chơi thế giới này các bạn, thế giới này nãy giờ mình thấy mình lấy đám mây nhanh hơn những cái thế giới khác. Rồi chúng ta được 800 rồi các bạn ơi, chúng ta sắp được rồi, chúng ta sắp đủ rồi. Đủ lên, còn 1 phút nữa thôi. Còn 46 cái đám mây nữa là chúng ta phải mở khóa nhân vật mới rồi. May á, may á, phải cẩn thận rồi các bạn. Mình chạy cũng khá lâu rồi, cẩn thận rồi. Vì nó có nhân 2 các bạn, mình chạy mới nhanh chứ còn không thì chạy khá là lâu. Nó mà không nhân 2 là mình chạy đấm đuối được. Đủ rồi các bạn ơi, cố lên thôi. Một hơi nữa mình có cái khi không có là mình tôi rồi. Mình hết mấy cái máy bay luôn rồi các bạn. Chạy nãy giờ mình sử dụng hết luôn. Nãy giờ mình cũng bị chết mấy lần chứ không phải là không chết đâu các bạn. Rồi chúng ta chỉ còn 14 cái nữa thôi. Cố lên. Chúng ta sắp được rồi các bạn ơi. Sắp có một nhân vật mới nữa rồi đây. Đúng ra làm cái áo khoác các bạn, cái áo giáp, ngoài cũng hơn, mà gọi là nhân vật mới. Nào, nào. Lên luôn. Cẩn thận các bạn ơi. Còn 2 cái nữa là đủ rồi. Cố lên. Rồi, chúng ta đủ rồi các bạn ơi. Đủ đám mây rồi. Rồi, mình cho con mèo mình chết luôn nha các bạn. Đó. Và mình lấy được hình như là 3 cái thùng này nè các bạn. Đó, thêm một thùng nữa nè, phần cuối đây. Không biết mình được bao nhiêu cái chết này. Mệt quá trời luôn, mệt quá đã các bạn ơi. Nhưng mà nó đầy nhóc quá rồi. Không còn chỗ chứa nữa rồi. Rồi à, và bây giờ mình sẽ mở khóa nhân vật mới của chúng ta các bạn. Mở khóa nào. Chúng ta có một nhân vật mới rồi đây. Đó. Hurricane, ăn nha các bạn. Rồi để mình coi vô đây mình mở cái này. À, mình quá cho thùng này luôn rồi nhưng mà nó chỉ cho mình có 3 thùng nữa các bạn. Rồi, à, vậy là mình đã hoàn thành cuộc chơi ngày hôm nay luôn các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại.